hết phim rồi. Bây giờ chỉ còn ta với ta thôi con ạ. Mochi xinh yêu này Pam. Con thích Mochi không? Ba cho Mochi xuống nhé. Không. Không á? Thế ba phải bế Mochi à? Thế con có ra đây sờ vào bạn Mochi một tí không? Thế ba cho Mochi lên ghế nhá. Đi. Vòng. Hả? Vòng. Vòng. Vòng ấy hả? Vòng gì? Vòng. Vòng ấy hả? Vòng gì? Ba Miêu ơi. Ba ơi. Không sợ. Ba ơi, ba ra đây ba bảo. Không sợ. Ba bế, ba bế cho. Sợ. Ba bế cho đỡ sợ nhá. Ba bế cho đỡ sợ nhá. Này ba bảo. Không. Bây giờ nhá, ba bảo ba em nhá. Nào Mochi ơi, Mochi bình tĩnh nào. Mochi bình tĩnh, Mochi bình tĩnh. Mochi bình tĩnh, Mochi ngoan hiền. Ba bảo này, bạn Mochi ấy, bây giờ là bác Phi là bác là đang bận đi công tác. Thế là bác Phi nhờ nhà mình là chăm Mochi cho bác Phi một tí. Thì bây giờ hôm nào mà ba mẹ đi công tác thì con cũng sang nhà bác Phi mà đúng không? Thì bây giờ bác Phi đi công tác mình cũng phải giúp bác Phi chăm bé Mochi đúng không? Nó con nhìn này, bé Mochi rất hiền nè, hiền cực. Yêu cực này lại trắng bông ở đây đây nhá. Câu 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 mình thì những cái gì mình chưa làm bao giờ ấy thì mình cũng sẽ cảm thấy là nó như Pam là ngại thử những cái việc mới, nên là được có một chú chó mà mũi ướt xong lại lưỡi ướt liếm liếm vào tay là chưa bao giờ, nên là chắc bạn ấy sợ. Nào Mochi đây này. Không sợ. Không sợ đúng không? Không sợ đâu đâu. Không sợ đâu đâu. Không sợ đâu đâu đúng không? Đấy bạn hiền lắm. Không sợ. Không sợ đúng không? Không sợ đâu đâu. Không sợ đâu đâu. Con vẫn sợ Mochi hả? Nè bạn nhìn này, nhìn ba này. Mochi hiền ơi. Mochi hiền ngoan ơi. Mochi hiền ngoan ơi. Pam ra vuốt về Mochi một tí nhá. Pam ra vuốt về Mochi một tí nhá. Xong rồi Pam ra vuốt về Mochi một tí nhá. Xong rồi ba mẹ ba này. Bao giờ mình quen với Mochi xong rồi ba sẽ cho Mochi một cái nhà ở trong bếp nhà mình nhá. Ok. Được không Pam? Không. Ok. Hai bạn thích nhau nhưng mà chưa tìm được tiếng nói chung, chưa tìm được điểm chung để hòa hợp. Hàng ngày con sẽ cho Mochi ăn nhá. À con mới ngồi ở trong này hả? Ok. Ok đấy. À không không. Đây đây đây, ba giữ cho Mochi ngồi đây rồi. Con ngồi trước mặt đấy. Đấy, chỗ của con là ở dưới đấy. Một bạn thì lúc mà muốn đến gần ấy thì lại phù vập quá, còn bạn Pam mà muốn đến gần bạn Mochi ấy thì lại nhẹ nhàng quá. Nên khi mà bạn Pam nhẹ nhàng thì bạn Mochi chỉ cần hơi nhích một cái thôi là bạn Pam lại giật lại ngay. Bạn cún nhỏ thì nô khỏe. Thế nên là Pam lại sợ. Pam lại có xu hướng là thích những bạn nền tính. Có lẽ cần thời gian dài hơn một tí. Quen quen cái cảm giác có đối phương ở trong nhà sẽ dễ hơn.